Xin chào các bạn, đứng bên cạnh mình đây là Kia Sonet 2024, phiên bản nâng cấp của Kia Sonet đang hiện hành tại thị trường Việt Nam. Ở thế hệ này thì Kia Sonet đã có rất là nhiều những cái đổi mới. Thì trong cái chủ đề này mình sẽ chia sẻ rất là nhanh với các bạn cái phiên bản mà mình đang có ở đây, đó chính là Sonet Luxury. Xem nó sẽ mang những cái trang bị gì và các bạn sẽ xem thử xem một cái mức giá thì nó có sẽ hợp lý hay không, và liệu rằng nó sẽ có những cái điểm gì hấp dẫn. Kia Sonet hướng đến là một cái chiếc xe SUV đô thị. Chính vì vậy nó mang những cái ngôn ngữ thiết kế rất là mạnh mẽ, năng động, cá tính và rất là trẻ trung. Ngay như ở cái bảng màu thì các bạn đã có những cái lựa chọn tông màu rất là nổi bật. Và ví dụ như là cái phiên bản vàng chanh ở đây thì mình nhìn cũng rất là ấn tượng rồi. Ở trong cái thiết kế mới, trong cái phiên bản nâng cấp này thì nó sẽ tương tự giống như là người đàn anh Kia Seltos ra mắt cũng không lâu. Chúng ta sẽ có một cái phần thiết kế giải đèn rất là cá tính, và Kia gọi đây là theo cái ngôn ngữ Star Map, những cái chòm sao. Về hệ thống đèn ở trên phiên bản này thì các bạn sẽ có hệ thống đèn LED với 3 cái chóa phản xạ. Nó sẽ nối liền với cái phần mặt ca lăng, và ở trên cái phiên bản này thì chúng ta đã có một cái mặt ca lăng rất là đẹp. Nếu như các bạn có để ý thì Kia thế hệ mới chúng ta sẽ có cái phần mũi hổ nó thấp về cái chiều cao nhưng mà nó rộng về cái chiều ngang. Điều này nó làm cho cái chiếc xe trở nên to về cái bề ngang nhiều hơn. Với chiều dài trục cơ sở là 2,5m, 2,5m chẵn luôn. Kết hợp với khoảng sáng gầm xe là hơn 20cm thì Kia Sonet nó sở hữu cái khả năng đi địa hình rất là tốt. Mà địa hình ở đây ý của mình đó chính là những cái đường xấu mấp mô hố ổ như là nắp cống, vỉa hè khi mà các bạn đi ra vào ở trong nhà của bạn chẳng hạn. Đấy, nó sẽ là một trong những cái lợi điểm của Kia Sonet khi mà đi ở trong đô thị. Mình chắc chắn những ai đi xe ở trong thành phố thì cũng đã gặp những cái kiểu địa hình như vậy rồi. Và chưa kể đó chính là khi mà cái chiếc xe nó cao lên đó, với những người lái mới họ sẽ có một cái tầm nhìn tốt hơn. Trang bị ở đây sẽ có bộ bánh mâm kích thước là 16 inch với cái phần bánh mâm họa tiết rất là đẹp. Mặc dù 16 inch thôi nhưng mà cái họa tiết ở bên ngoài đây, họ làm hai cái phần màu tương phản, một là màu phay, hai là màu sơn bóng, nó giúp cho cái bánh mâm rất là nổi bật, đặc biệt là khi cái chiếc xe lăn bánh. Kích thước ở đây thì mình sẽ có là 215/60R16. Bộ lốp trang bị tiêu chuẩn ở đây cũng là Dunlop SB Sport, một bộ lốp rất là tốt, và trải nghiệm thực tế của mình với bộ lốp này thì cũng rất là êm. Trang bị khác ở đây thì chúng ta sẽ có chìa khóa thông minh kết hợp với nút bấm khóa để mở khóa. Tất nhiên là chỉ có ở hai tay nắm mở cửa phía trước thôi, tay nắm mở cửa phía sau cũng sẽ không có. Về mặt thiết kế ở đây thì chúng ta sẽ thấy có thêm cái phần thanh gá nắp ở đây. Nó có thể với một số ít người thì nó sẽ đem đến cái sự tiện lợi, tại vì cái mẫu xe này theo mình á thì cũng ít ai sử dụng nó để đi xa lắm. Mặc dù theo như mình nhìn thấy thì nó đi ok, không vấn đề gì đâu, treo rất là êm, đấy, không gian nó cũng ok. Tuy nhiên với mình thì ở góc độ này thì nó sẽ mang giá trị trang trí nhiều hơn, nó giúp cho chiếc xe nó cân đối về mặt thẩm mỹ khi mà các bạn sẽ nhìn thấy cái phần mui nó đang dốc xuống như vậy. Nếu như không có cái thanh này thì có thể nhìn cái chiếc xe chưa chắc nó đã hợp mắt các bạn. Đó, mình ví dụ vậy. Tất nhiên là với ai khó tính thôi. Rồi, ô cửa kính ở hai bên rộng giúp cho ở bên trong chúng ta quan sát tốt hơn. Ở đây sẽ có phần gương, chúng ta điều chỉnh bằng điện. Ở trên phiên bản này là điều chỉnh điện full rồi, đèn cũng là đèn tự động bật tắt rồi. Phần đuôi xe của chiếc Sonet có lẽ là cái phần đẹp nhất đó các bạn. Mình thấy cái phần đuôi xe đẹp lắm. Tại vì sao? Tại vì nó có hai cái phần quay sang hai bên về này. Tự nhiên nó làm cho cái phần đuôi xe nó bự, bề ngang ra, nhìn như kiểu những cái chiếc xe thể thao á. Và với cái thân hình nhỏ gọn như là Sonet á, thì nó cho mình cái cảm giác như là cơ bắp hơi cuồn cuộn một xíu. Phần đẹp nhất thì có lẽ là phải kể đến cái bộ đèn nối liền này, tương tự giống như ở trên mẫu Kia Seltos. Cái điểm hay ở đây là gì? Không chỉ là cái phần đèn nối liền mà họ làm nó đủ kích cỡ, to bản, mập mạp, màu rất là đậm và cái tạo hình á, rất là vuông vức. Như ở đây này, vát rất là vuông, nguyên một cái đường thẳng, xong rồi chạy một cái đường ở đây. Đó, họ tạo hình rất đẹp nha các bạn. Phải công nhận là kỹ sư từ thương hiệu lớn xe sang khác về Kia một cái là Kia đổi diện mạo liền. Trước đây thì không có theo một cái DNA cụ thể nào cả, nhưng mà bây giờ thì rất là nhiều mẫu xe đã theo một cái DNA riêng. Opposite Genetics, Kia Sportage, Kia Seltos và bây giờ là Kia Sonet. Nhìn đẹp không các bạn? Cốp tất nhiên là mở cơ sâu nha các bạn. Lợi thế về chiều cao không nhỏ đâu, cốp thì cũng được. Về kích thước á, thì Kia Sonet nổi trội hơn hẳn so với những cái mẫu xe khác trong phân khúc luôn. Trên giấy tờ thì mình nghĩ rằng các bạn có thể so sánh thông số được, và trên thực tế ở đây thì với mình nó mang lại giá trị thẩm mỹ nhiều hơn, gọn gàng, đẹp, cân đối. Ở một cái clip khác thì mình đã chia sẻ về cái không gian nội thất, đó chính là nó sẽ sở hữu một cái phần nội thất có thể nói là rất rộng,
so với cái kích thước mà chiếc xe này nó có. Trục cơ sở chỉ 2,5m thôi nhưng mà bên trong lại rất là ấn tượng. Ấn tượng là vì họ đã có một cái chiều cao ghế rất là hợp lý, khiến cho chúng ta có một cái tư thế để chân rất là tốt. Thậm chí là cái ghế đằng trước họ cũng đã đặt ở cao lên, khiến cho việc mình đưa cái chân ăn gian về phía cái ghế đằng trước để đỡ cũng không thành vấn đề. Thậm chí là nó không đụng chạm vào cái ghế đằng trước luôn nha. Độ ngả lưng ghế thì nó sẽ cũng có 2-3 nấc chỉnh. Tuy nhiên đây hiện tại mình đang chỉnh cái mức độ ngả nhiều nhất. Nó sẽ không phải là cái tư thế giúp bạn có thể đi vào một cái giấc ngủ ngon, tuy nhiên nó lại là một cái tư thế rất là hợp lý để chúng ta ngồi, quan sát, nhìn đường, trò chuyện với các thành viên trong gia đình. Và ở đây sẽ không phải là cái tựa lưng mà nó đem đến cho chúng ta sự khó chịu đâu. Và quan điểm giống như hồi nãy, cái cửa kính nó rộng á, giúp cho mình có cái tầm nhìn quan sát rất là tốt. Các bạn để ý này, cái chiều cao tối đa của nó nằm ở đây và nó chỉ ngang vai mình thôi. Đấy, nên cái phần con mắt mình ngồi ở đây này, mình nhìn ra ngoài nó sẽ là một cái ô kính rất là to, rộng, rất là thoáng, nhìn rất là thoải mái. Rồi tiện nghi ở đây mình sẽ có cửa gió máy lạnh hai bên, hai cổng sạc USB-C. Rồi, lưng ghế có thêm cái này nữa, để đồ, tay nắm. Hơi chê một điểm đó chính là cái đèn nó vàng quá. Anh em mua xe về muốn đẹp xịn hơn có thể thay bằng đèn LED. À, nó sẽ cho cái ánh sáng nó hơi trắng hơn một chút, đừng trắng quá. Đấy, nó hơi ấm ấm nhưng mà cái này thì nó ấm quá. Rồi, trên phiên bản này thì ghế ngồi bên trái cũng như bên phải đây đều là ghế chỉnh cơ nha các bạn. Đấy, chúng ta sẽ chỉnh cơ. Với mình thì nó cũng không thành vấn đề lắm. Xe cá nhân đi có khi một mình đi thôi, hoặc là một mình vợ của bạn đi thôi, đưa đón con thôi. Có khi chả bao giờ phải chỉnh ghế luôn. Tất nhiên có thì nó vẫn sẽ hơn chứ. Bù lại cái phần ghế chỉnh cơ thì ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái thứ khác xịn, đẹp. Đặc biệt đó chính là cái phần vô lăng nhá. Thiết kế vô lăng đề cất vét đáy, bọc da cao cấp, tạo hình rất đẹp, bố trí phím bấm đầy đủ ở hai bên, không trống phím nào. Đấy. Không những đẹp mà những cái phím này thiết kế rất là chắc chắn này. Các bạn bấm vào rất là chắc. Trang bị tiêu chuẩn sẵn ở trên phiên bản này còn có cái gì? Cảm biến áp suất lốp hiển thị chi tiết áp suất của từng bánh xe ở trên màn hình. Rồi chúng ta sẽ có màn hình giải trí cảm ứng và hỗ trợ mặc định Apple CarPlay cũng như là Android Auto, và nó là cái dạng không dây, lên xe là kết nối sẵn rồi. Đây, điện thoại của mình đây, nhưng mà nó đã kết nối. Trên phiên bản cao hơn nó sẽ có cái màn hình to hơn phun ra ngoài cái viền này và không có hai cái hàng phím bấm hai bên này. Nhưng mà như thế này nhìn nó cũng không đến nỗi nào. Mà mình chỉ chê một chút đó chính là cái phần hiển thị ở cái đồng hồ ở đây này các bạn. Cái đồng hồ bên trong đây nó không có đẹp lắm, ví dụ thôi. Ví dụ như là ở trên cái phiên bản thấp của Kia Seltos đi thì lại rất là đẹp, vẫn là một cái màn hình LCD nhỏ ở bên trong. Nhưng mà cái đồ họa bên ngoài nó làm cho mình có cảm giác đây là một cái màn hình thật. Đấy. Tuy nhiên ở cái này thì nó lại đưa sát sang hai bên, đôi khi nó còn vướng vào cái vô lăng. Vô lăng thì nó chỉnh được gật gù lên xuống thôi, không có chỉnh xa gần được. Còn thiết kế tổng thể thì khá là đẹp, đôi nét giống Sorento. Điều hòa thì là điều hòa một vùng chia đều cho tất cả các vị trí, có tự động. Rồi và ngoài ra còn có thêm cruise control này, có chế độ lái, ba chế độ lái Eco, Sport, Normal, có chế độ địa hình nữa, đi đường trơn trượt, đường tuyết, rồi đường gồ ghề sỏi đá, đường cát, đường bùn lầy. Phanh tay cơm, bệ tì tay có thể trượt tới, trượt lui được, cổng sạc USB-C và USB-A cũng như là cổng sạc tổng thuốc. Tư thế ngồi lái rất là thoải mái nha các bạn, ngồi cao, tầm nhìn rất là rộng, bên trái, bên phải. Đặc biệt là cái vị trí ngồi khá là ok. Đấy, chỉnh này. Các bạn biết tại sao không? Để mình xin phép được nói thêm với các bạn như thế này. Tức là với một cái chiếc xe nào á, xe SUV, xe gầm cao á, mà cái ghế mà họ đặt cao như vậy á, thì bạn sẽ ít tốn cái diện tích lên xuống này hơn. Mà khi mà đã ít cái diện tích đó hơn á, thì bạn lại có thể chia sẻ không gian với cái hàng ghế thứ hai nhiều hơn. Những cái chiếc xe nhỏ á, thì chúng ta cần quan tâm những cái điểm này. Tại vì sao lại như thế? Nhiều những cái chiếc xe cỡ C đi, hay là cho đến cỡ D luôn đi, nhưng mà cái ghế ngồi nó không có quá cao nha các bạn. Đặc biệt là xe sedan đi, chúng ta ngồi thấp xuống, đồng nghĩa với điều gì? Để ngồi thoải mái các bạn sẽ phải lùi cái ghế của các bạn lại, nếu không cái chân của các bạn nó quá gấp. Mà lùi lại thì nó sẽ chiếm cái diện tích của người ngồi đằng sau. Và đó là lý do tại sao một số những cái mẫu xe gầm cao hay là như chiếc Sonet này đây, kích thước nó không có quá lớn, trục cơ sở 2,5m, nhưng mà người ngồi đằng sau nó vẫn rộng. Đó là vì cái ghế đằng trước này họ làm rất là cao. Nên mình đã có một cái vị trí để chân thoải mái như thế này rồi, thì mình không cần phải lùi cái ghế quá xa về đằng sau nữa. Đó là những cái thông tin mà mình tóm tắt với các bạn về mẫu Kia Sonet 2024 phiên bản Luxury. Ở những cái trang thiết bị tiện nghi, các bạn xem nó còn bổ sung thêm cái gì,
hay là với cái mức giá như hiện tại thì nó có hợp lý hay không. Với cái khối động cơ 1.5 lít thì Sonet sẽ có sức mạnh là 113 mã lực và 144 Nm moment xoắn. Thông số này nó tương tự giống như là trên Kia Seltos, một cái mẫu xe SUV to lớn hơn, nặng nề hơn. Thì điều đó cho chúng ta điều gì? Đó chính là cái khả năng vận hành rất là linh hoạt, rất là mạnh mẽ của cái động cơ này. Và theo như trải nghiệm cá nhân của mình cũng như là ở trên thông số thì Kia Sonet đang là cái mẫu xe có cái thông số động cơ khả năng vận hành ấn tượng nhất. Và chưa kể một cái điều rất là quan trọng, đó chính là cái hệ thống khung gầm cũng như là hệ thống treo của Kia thế hệ mới. Trong đó bao gồm Kia Sonet, Kia Seltos, Kia Sportage và thậm chí là cả Kia Carens là những cái mẫu xe mình đã chạy qua. Và mình thấy rằng tất cả đều có một điểm chung, đó chính là những cái chiếc xe của họ đã được tinh chỉnh lại. Nó cho mình những cái cảm giác đầm chắc hơn, nó cho mình cái cảm giác cầm lái nó tự tin hơn. Với cái mẫu Sonet nhỏ gọn này á, thì cái phần tinh chỉnh vô lăng nó đầm chắc và nó lại cho chúng ta cái cảm giác rất là thật, lái rất là bén luôn. Mình nghĩ rằng với những người thanh niên tuổi trẻ, thậm chí nam, nữ cầm lái Kia Sonet chắc chắn sẽ thích ngay. Rồi, đó là những cái thông tin mình tóm tắt chia sẻ với các bạn về mẫu Kia Sonet mới phiên bản Luxury. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.